Thưa quý vị, Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa giai đoạn 1991-2021. Sau thời gian phát động từ tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, ban tổ chức đã nhận được 485 bài dự thi đến từ 25 chi Đảng bộ cơ sở và đoàn thể trên địa bàn. Nổi bật là Đảng bộ Công an thành phố và các trường học đã triển khai sâu rộng cuộc thi, thu hút sự tham gia đông đảo trong đội ngũ cán bộ chiến sĩ và giáo viên. Đa số các bài dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa đã bám sát chủ đề, thể hiện được cảm nhận sâu sắc của cá nhân về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố trong quá trình đấu tranh xây dựng và phát triển, đề xuất những giải pháp xây dựng thành phố Bà Rịa phát triển xứng tầm là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh. Một số bài viết có chất lượng cao được đầu tư công phu cả nội dung và hình thức. Sưu tầm, chọn hình ảnh tư liệu minh họa phù hợp, tạo sự sinh động và tăng xúc cảm cho người đọc. Kết quả, ban tổ chức trao 5 giải tập thể, 21 giải cá nhân. Trong đó, Đảng bộ phường Long Tâm đạt giải nhất, Đảng bộ Công an thành phố Bà Rịa đạt giải nhì. Giải nhất cá nhân thuộc về ông Nguyễn Kim Chuyên, chi bộ hợp tác xã Quyết Thắng thuộc Đảng bộ phường Long Hương. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương Bà Rịa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa cũng đã khen thưởng cho 4 cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi,